lời cảm ơn chân thành, lời kính sức khỏe và chúc buổi lễ thành hôn thành công rực rỡ. Với cái tình yêu thân mến và đứng tôi là dòng sông nào cũng chảy về biển cả, cuộc tình nào cũng dẫn đến hôn nhân, dẫu cho lý cách sông ngăn không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Số máy để đón trăng vàng, giang tay để đón nàng về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh và bây giờ em đã có anh làm chồng. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa, cho những tràng pháo thật lớn và nồng nhiệt để chào đón diện diện của cặp đôi khuyên ương dạng người nhất hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Hoàng Nam, cô dâu Hoàng Ngọc. Trân trọng kính mời. Cấu tình yêu đầy cùng giám đốc tập thể quan viên địa xin mời. Sướng vui, chú rể thì trông thật là tươi, cơm lê cào bạc, mặt người như hoa. Bà con cô bác già trẻ về đây là để chúc mừng trai bạn từ đây một nhà. Kính thưa quý vị, và như vậy trên lễ đài thì nhiều lúc đầy để Hoàng Nam và cô dâu Hoàng Ngọc. Và để tỏ lòng thành kính với quý vị, cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào tất cả thể quan viên đi nào. Xin mời những chàng trai quý vị đâu ạ? Chồng là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là niềm vui để mình dự của những người làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng đại này không thể thiếu được những người làm mẹ làm cha đấy không ạ? Cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía gia đình họ nhà trai có ông Lù Văn Viện và bà Hoàng Thị Sôm, là thân danh của mẫu của chú rể Hoàng Nam, sẽ có sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con trai yêu quý của mình ạ. Trân trọng kính mời. Về phía gia đình họ nhà gái có ông Hoàng Văn Thu và bà Lường Thị Phong, là thân thích phụ mẫu của cô dâu Hoàng Ngọc, sẽ bắt lên cấu tình yêu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình ạ. Trân trọng kính mời. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại mưa nắng, đã cùng hội tụ đông đủ ở đây tại bản Đúc, xã Triệu Phong của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để cùng ta tham gia tham dự chương trình lễ thành hôn của chú rể Hoàng Nam sánh như của cô dâu Hoàng Ngọc trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp đón cũng như tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị sẽ cùng thông cảm cho ban tổ chức và gia đình hai bên nha quý vị nha. Xin chào quý vị thân mến, cô dâu xinh đẹp Hoàng Ngọc cùng gia đình họ nhà gái của chúng ta trở về đây từ quê hương bản Kéo Tóc, xã Triềng Ban. Rất là vui, rất là vinh dự khi được kết tình tham gia với gia đình họ nhà trai có địa chỉ tại bản Đúc, xã Triềng Nông. Và ngay sau đây để kết tình tham gia để trân trọng kính mời hai ông và hai bà, chúng ta sẽ bước lên phía trước để bắt tay nhau đi ạ. Xin mời. Xin mời hai ông và hai bà, chúng ta sẽ bắt tay nhau đi ạ. Xin được kính chúc cái tình thông gia vạn đại, mãi mãi về sau, đời đời bền chặt, đời đời bền vững. Còn về phía quý vị, chúng ta sẽ cùng ngồi những chàng trai thật giòn giá để cùng chứng giám với nào quý vị. Xin mời các bà, chúng ta sẽ cùng trở lại vị trí ban đầu ạ. Ngay không nắm mà ôm ngay cái đầu, hai bà thì cảm âu sầu, để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Mà giờ đây anh trước em sau, để cho anh ngộ sẽ duyên trọn đời. Quý vị quan tâm được long trọng kính mời, vì đây là để chúc mừng trai bạn trọn đời ái ân. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, một trong những ngày cao điểm nhất của mùa cưới 29 tháng 11 năm 2022, đó là ngày 6 tháng 11 của năm 2022.
sinh dần. Được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu và chú rể với sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị quan khách ở đây. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trịnh trọng lễ thành hôn của chú rể Hoàng Nam sánh vai cùng cô dâu Hoàng Ngọc chính thức được. Chúng ta cùng vô tận to nha chị nhá. Ok, quý cô đã sẵn sàng chưa ạ?